Grand End vĩ đại mà Sue dàn dựng nên đã bị phá sản hoàn toàn. Sức mạnh mới của thần sáng thế, Kiss Knight. Anh ta hủy diệt dễ dàng Sue trong hình dạng Geyser và đẩy hắn vào bước đường cùng, thay đổi lại hoàn toàn thế giới và tạo nên thế giới mới. Tưởng chừng một tương lai tốt đẹp sẽ đến với thế giới của Kiss, ẩn sâu bên trong đó vẫn còn lại những thế lực đến từ tương lai. Một người đàn ông kỳ lạ với sự giận dữ trên gương mặt của ông ta đã xuất hiện tại thế giới này. Hắn ta là kẻ đến từ tương lai, một Game Master mới được cử đến bởi Sue, Jit. Trong tình cảnh đó, có lẽ danh nghĩa Game Master của Jit chỉ đơn thuần là kẻ đến thế giới này để kiểm soát lại nó một lần nữa, khỏi sự vùng vẫy của đám người từ quá khứ, cũng là nỗ lực từ tên Sue để nhằm đạt được Grand End. Zid là một người đàn ông lạnh lùng, điềm tĩnh và cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn ta tỏ ra vô cùng thô bạo và tức giận, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một kẻ hết sức âm hiểm. Luôn quan sát kẻ thù từ xa chứ không hề lao tới để chiến đấu với Kiss. Hắn chưa bao giờ biến hình trở thành Rigat, có lẽ phần nào đoán được cho dù có chuyển hóa thành Rigat hay Rigat Omega, hắn cũng không phải là đối thủ với vị thần sáng thế. Tận dụng điểm mạnh nhất của mình là khả năng cận chiến, hắn ta đã nhiều lần làm khó dễ A lẫn Win với võ công điêu luyện cũng như chiếc baton trứ danh của mình. Cục xúc và cọc căng, tất cả điều đó có phải che giấu cho sự âm hiểm của hắn? Hắn dễ dàng từ trong bóng tối giật dây và thao túng tâm lý của Kewa, người có lẽ lúc này là tâm lý yếu nhất, kẻ dễ dàng thao túng cũng như làm đối trọng với Kiss Knight, để hắn ta là kẻ thừa nước đục thả câu. Tất cả những gì mà Zid nghĩ trong đầu chỉ là đưa thế giới đến với Grand End, hay đúng hơn là Bad Ending, nơi cho dù bạn có là kẻ chiến thắng, bạn vẫn sẽ bất hạnh trong thế giới đó. Đó mới thật sự điều hắn mong muốn, giống với chủ nhân của hắn, Sue. Những khả năng đặc biệt của Zid, hắn ta là kẻ vô cùng thiện chiến, sử dụng những vũ khí gây tổn thương cho người khác nhưng không gây ra những vết thương chí mạng, sẵn sàng cân cả Win lẫn Ace trong một trận chiến 2-1 mà không hề có quá nhiều bất lợi. Khả năng chịu đòn của hắn cũng cực kỳ uy lực khi dễ dàng chặn nắm đấm từ Win chỉ bằng tay không, không hề hề hấn, thậm chí người đấm hắn ta mới là kẻ phải chịu sát thương. Bản thân là một thực thể sinh ra từ Sue nên hắn ta cũng dễ dàng thao túng những kẻ xung quanh. Chỉ là một tycoon với tâm lý đã bị vụn vỡ sau sự ra đi của gia đình cũng như chị mình, kèm với đó là sự giúp đỡ của Kekra và Beroba, nên thật sự phần này cũng không đánh giá cao quá về Zid. Zid thật sự chỉ là một Game Master ở vị trí thứ hai, mặc dù hắn ta có mưu mô cũng như kỹ thuật chiến đấu ở mức thượng thừa, và mục đích của hắn vô cùng rõ ràng là tạo ra kết cục tồi tệ nhất cho nhân loại. Hắn chính là con bài tẩy của Sue, khi thế giới này đã nhận ra sự thật, chỉ còn cách duy nhất là xóa sạch nó và tìm đến một thời điểm khác trong quá khứ thực hiện tiếp tục design Rembrandt. Có tất cả mọi thứ như vậy, nhưng với vai trò của bản thân trong thời điểm đó, Zid thật sự chưa thể hiện rõ bản thân là một Game Master, kẻ chi phối trò chơi. Hắn vẫn thể hiện tốt khi đưa trò chơi tính Bad Ending, nhưng hắn giống với một kẻ dọn dẹp chiến trường hơn là một Game Master chi phối cả một trò chơi khổng lồ. Nên vị trí thứ hai là hoàn toàn thích hợp dành cho Zid.